thấy điều dấu của Chúa. Wow! Thời gian qua khá nhanh. Tôi nhớ là ngày cuối mà tôi dự lễ Giáng sinh với quý ông bà anh chị em cách đây 5 năm rồi. Và bây giờ Chúa cho chúng ta trong chương trình của Ngài mà chúng ta không có tính trước được. Nhưng mà bởi ơn thương xót của Chúa, Chúa cho chúng ta lại được dự lễ Giáng sinh chung trong năm 2020 này. Cái năm mà thế giới trải qua biết bao nhiêu biến cố như chúng ta biết. Và ở trong Chúa chúng ta kinh nghiệm được sự bình an của Ngài. Và lời chúc Giáng sinh bằng tiếng Hy Lạp mà tôi thường chúc mỗi dịp Giáng sinh với quý bạn chị em, tôi tin rằng không ai còn nhớ đâu. Nhưng mà đó là Kala Christo Genia. Kala Christo Genia có nghĩa là Ngài Chúa Giáng sinh thật là tốt lành, cả la là tốt đẹp. Và người Hy Lạp họ có một câu nói như thế này: Telos kalo, ola kala. Tức là kết thúc tốt thì mọi sự đều tốt. Và chúng ta tin rằng chúng ta sẽ có một cái kết thúc hết sức là tốt, để rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm mọi sự đều tốt. Và một lần nữa xin thay mặt nhà tôi kính gửi đến tất cả quý ông bà, anh chị em lời chúc mừng Giáng sinh, được bình cái niềm được sự bình an, phước hạnh và vui thỏa ở trong Chúa. Amen. Chúng ta cùng đến với Chúa một lần nữa trước khi chúng ta cùng học lời Chúa chung với nhau. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu vì Chúa đã Giáng sinh, bày tỏ tình yêu của Ngài. Và Chúa đã chết thế cho chúng con. Hôm nay trong chương trình đời đời của Chúa, chúng con đã được chọn. Chúng con thuộc về Ngài. Và buổi tối hôm nay chúng con được quay quần tại đây để một lần nữa hòa lòng với con dân của Chúa cũng như cả nhân loại mà kỷ niệm Ngài giáng thế của Chúa Giêsu. Ngài và tình yêu của Chúa được bày tỏ. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con là những người được chọn. Chúng con là những người được phước ở trước mặt Chúa, giống như Mary khi xưa. Đó là bài học của buổi tối hôm nay. Chúng con cậy ơn Chúa để cùng ôn lại. Và Chúa Thánh Linh xin phán qua môi miệng con và phán mỗi lòng quý bà anh chị em chúng con, để chúng con được phước qua lời của Chúa buổi tối hôm nay. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng giờ này trong sự dạy dỗ của Chúa Thánh Linh và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Tôi tin rằng tất cả quý bà anh chị cũng giống như tôi, ai cũng muốn mình được phước hết, phải không? Đâu có ai mà muốn mình không được phước đâu. Và chúng ta buổi tối nay sẽ học câu chuyện quen thuộc mà chúng ta vừa nghe chị Hữu đọc về việc các thiên sứ báo tin cho Mary về bà là người được phước và được Chúa chọn để đem Chúa Giêsu vào đời. Bà là cái người được phước. Và tôi mong rằng qua bài học này chúng ta sẽ nhận thấy Mary là người được phước, và chúng ta thấy mỗi cá nhân mình cũng là những người được phước giống như Mary ngày xưa. Câu chúng ta thường chúc với nhau, nhất là ở nước nói tiếng Anh như nước Úc này, đó là Merry Christmas, phải không? Chúng ta rất là thường chúc và nghe chúc câu này. Nhưng mà buổi tối nay tôi chúc quý bà cho một câu nó khác hơn, là Merry's Christmas, tức là Christmas của Mary. Nghe hơi lạ phải không? Để rồi quý bà cho em qua bài học của tối nay sẽ thấy rằng mình thật sự có một cái Christmas của Mary. The Christmas of Mary hay là Merry's Christmas. Chúng ta biết rằng Mary là cái người được ơn của Chúa, và bà là nhân vật quan trọng của câu chuyện Giáng sinh mà còn suốt cả lịch sử nhân loại. Tên Mary cho đến thế kỷ 20 này thì luôn luôn đứng đầu một tên của những cô con gái được các nước Âu Mỹ đặt. Và tên Mary vẫn nằm trong top 100 tên được chọn. Tôi chỉ có đứa con gái duy nhất thôi mà cũng đặt tên là Mary. Và trong kinh thánh hay là trong các tiếng khác nhau, ví dụ như là Mary hay là Mare hay là Manny hay là Mê hay là Missy hay là Mora hay là Maria, tất cả đều là cái tên Mary. Khi nghiên cứu
về Mary, thì tôi thấy là cái tên Mary nguyên thủy trong tiếng Hebrew đó là Miriam, là chị của Môsê. Và Mary mang tên của tổ mẫu Miriam. Và khi nghiên cứu sứ điệp này thì tôi khám phá rằng cái tên của Mary nó có cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Hồi nãy nói chuyện một sư ngay thời mà ngay cả ông cũng rất là ngạc nhiên, bởi vì chúng ta quá quen thuộc với cái tên này và chúng ta trân quý cái tên này. Nếu quý bạn cho em gặp người phụ nữ Hy Lạp, quý bạn cho em Hello Mary, thì cái trend để quý bạn cho em nói chúng nó gần hơn nữa. Tại vì người Hy Lạp hầu như là từ 1/3 đến hơn nữa người phụ nữ Hy Lạp thì mang tên Mary. Nhưng mà khi nghiên cứu thì cái tên Mary nó có cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Vì chúng ta biết người Do Thái họ đặt tên nó, con nó có cái ý nghĩa giống như người Việt chúng ta. Giống như ba tôi muốn tôi sau này làm vua cho nên đặt tên tôi là Hùng Vương. Tôi có đứa cháu tên là Thành Công, nó làm cái gì cũng thất bại đó. Nhưng mà người Do Thái thì khác. Họ không đặt tên con trước khi sinh ra như người Việt chúng ta. Nhưng mà họ đặt tên con sau 8 ngày để nhìn thấy cái cá tính của đứa bé là được biểu lộ, rồi từ đó họ mới từ đó mới đặt tên. Cho nên tên của mỗi người đó thì nó mang cái cá tính mà cha mẹ nhìn thấy trong đứa bé. Tên của Mary nó có nghĩa là rebellion, nổi loạn. Wow. Tên của Mary nó có nghĩa là sea of sorrow, là bể sầu, hay là nó có nghĩa là sea of bitterness, là biển đắng cay. Chúng ta tưởng rằng tên Mary nó là ngọt ngào gì, nhưng mà cái tên nó mang ý nghĩa như vậy đó. Và dĩ nhiên khi học điều này thì tôi thấy rằng cha mẹ Mary đã nhìn thấy cái điều gì đó trong bé mà em con đứa con của mình cho mình nên mới đặt cái tên này. Rất nhiều người cho rằng Mary sẽ dễ được Đức Chúa Trời chọn là bởi vì cái đức tin kính của cô. Cô là người kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, cho nên đó là yếu tố để cô trở nên cái người được phước ở trước mặt luôn. Tôi không có phản đối điều này, nhưng mà chúng ta biết là người Do Thái luôn luôn đặt tên con mang ý nghĩa và mang biểu lộ cái cá tính của đứa con của mình. Cho nên không biết vì lý do gì đó ở trong Mary mà cha mẹ cô đặt tên là Mary. Nhưng có một điều chắc chắn, dầu là nổi loạn, dầu là bể sầu, dầu là biển đắng cay, thì Mary là người được phước. Khi thăm Elizabeth thì chính Elizabeth cũng đã công bố điều này khi được đầy dạy Thánh Linh và nói rằng cô thật có phước giữa bọn phụ nữ. Và chính Mary cũng tuyên bố với ở trong đoạn 1 câu thứ 48 sau đó, sau khi thiên sứ lìa, thì Mary nói rằng vì từ nay trở đi muôn đời sẽ khen tôi là người được phước. Và thật sự Mary là người được phước, và tôi nghĩ là ai cũng muốn mình được phước giống như Mary. Và tôi muốn mời quý vị cho em suy nghĩ buổi tối nay về điều này. Để như tôi nói, không phải chúng ta chỉ ước ao mình được phước giống như Mary, mà thật sự kinh nghiệm phước hạnh giống như Mary. Yếu tố nào khiến cho Mary trở nên người được phước? Như chúng ta biết ngày nay thì địa vị của Mary đã được con người nâng lên cái mức quá thực tế, đến độ họ thần thánh hóa Mary, đã đưa bà lên ngang hàng với Đức Chúa Trời và cho rằng bà là người vô nhiễm liên tội, là người đồng trinh suốt đời, là mẹ của Đức Chúa Trời, là nữ vương ở trên trời và đồng công trong sự cứu chuộc. Và người ta đã tôn Mary lên cái địa vị quá thực tế. Nhưng mà tìm trong Kinh Thánh chúng ta sẽ không thấy chỗ nào nói Mary có những cái điều giống như vậy. Mary là người được Chúa chọn, yes. Nhưng mà Mary hoàn toàn không thấy ở trong Kinh Thánh có những cái đặc điểm như người ta tôn lên như vậy. Cho nên chúng ta tin rằng Mary là nhân vật quan trọng, không phải chỉ có câu chuyện Giáng sinh mà còn suốt cả lịch sử của nhân loại. Đối với chúng ta thì chúng ta tôn kính Mary, nhưng mà chúng ta không có tôn thờ Mary. Theo kỷ luật của Thánh Kinh thì Mary cũng chỉ là một thiếu nữ Do Thái bình thường ở tại Nazareth. Đây là cái nhà thờ mà người ta cất trên cái nhà của bà Mary ở tại Nazareth hiện tại, và chúng tôi có dịp đến đó 2 hay là 3 lần rồi.
Thật sự Mary chỉ là một thiếu nữ, cô thôn nữ ở một làng không quan trọng tên là Nazareth, trên sườn đồi xứ Galilee. À, cái này là cái nhà của bà Mary có một chút xíu đó, cái nhà thờ nó trồng lên ra rồi. Và cô sinh ra trong một gia đình nghèo, không thuộc dòng dõi, nhưng mà thuộc dòng dõi hoàng tộc. Cô là hậu tự của vị vua vĩ đại của Sơn, đó là vua David. Và đây là cái Nazareth cổ, và người ta cho rằng dân số đó cũng khoảng 400 người thôi, như là một cái thôn, một cái ấp nhỏ thôi. Và khi Thiên Sứ hiện ra ở Mary thì cô ở độ tuổi khoảng 13 đến 15 tuổi. Và chắc chắn rằng Mary cũng được dạy dỗ Thánh Kinh và như các con trẻ Sơn khác. Và chắc chắn cô cũng biết cái lời hứa rằng Đấng Mêsia sẽ được một trinh nữ sinh ra, và mọi thiếu nữ Do Thái đều ước ao mình được chọn để sinh ra Đấng Mêsia. Và Mary cũng vậy, và lời cầu nguyện của Mary đã được nhận, được chọn. Nhưng mà yếu tố nào đã khiến cho Mary trở nên một người được phước? Người ta cho biết rằng thứ nhất là Mary là cái người được ơn của Chúa. Thiên Sứ nói với Mary rằng hỡi người được ơn, chúc mừng cô. Và câu 30, hỡi Mary đừng sợ vì cô đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta nghe quá nhiều cái chữ ơn này rồi, được ơn này rồi. Nhưng mà được ơn có nghĩa gì? Chúng ta lắng lòng suy nghĩ là một tí. Cái chữ ơn trong tiếng Anh như chúng ta biết đó là favor. Và từ đó chúng ta có cái chữ favorite là thích nhất của mình. Và cái chữ được ơn á, một người được favor nó có nghĩa là được đối xử một cách đặc biệt với lòng tốt và bày tỏ lòng tử tế ngoại lệ với ai đó. Hãy nói cho cái việc chúng ta cái người được ơn đặc biệt là cái người được ưu đãi. Mình có nhiều bạn bè nhưng mà có những người bạn mình rất là thích, và mình thường có những dành cái sự ưu đãi đối với người đó, thì đó là cái người mà được ơn ở trước mặt mình thích cái người đó. Lắm lúc cái người đơn giản được ơn là nhận được cái lòng tử tế vượt qua cái quá sự mong đợi. Và đây là cái điều mà chúng ta thường nhận từ Chúa khi chúng ta là người được ơn trước mặt Chúa. Chúng ta được nhận được những điều mà Chúa ban cho vượt quá sự mong đợi của mình. Một người định nghĩa rằng được ơn có nghĩa là bằng chứng hữu hình về một người được Đức Chúa Trời vừa lòng. Mà Mary là cái người được ơn bởi vì cô là cái người được Đức Chúa Trời vừa lòng. Và Chúa bày tỏ sự vừa lòng đó bằng cách Chúa đã chọn Mary. Và khi Thiên Sứ hiện ra và nói rằng Chúa ở cùng cô. Cái chữ ơn ở trong Kinh Thánh đó, nó liên hệ đến cái chữ ân điển. Thật sự thì cái chữ ơn favor hay là ân điển grace, cả hai chữ đó ở trong Kinh Thánh nó đều phát xuất từ cái chữ charis, có nghĩa là ơn hay là ân điển. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Mary là một người nhận ân điển chứ không phải là nguồn của ân điển. Mary cũng giống như quý bạn chị và tôi là những người nhận ân điển của Đức Chúa Trời, chứ không phải là cái người ban phát ra ân điển cho người khác. Cho nên chúng ta phải nhận thức điều đó. Mary hoàn toàn được ơn, được Chúa chọn, không phát xuất từ cái điều gì đặc biệt từ Mary hết. Nhưng mà bởi vì Chúa vừa lòng Mary và Chúa chọn Mary, và cũng giống như quý bạn chị và tôi ngày hôm nay. Chúa chọn chúng ta không phải bởi vì chúng ta đặc biệt hay chúng ta tốt, nhưng mà bởi vì ơn điển của Chúa, Chúa chọn chúng ta. Và Thiên Sứ nói rằng hỡi người được ơn, ở trong tiếng Anh nó không phải là favor, không mà highly favored. Và được ơn, và được ơn lớn. Cho nên tôi thích cái bản dịch của một sư khác thì nói vậy là mà Thiên Sứ nói Mary rằng cô là người được vinh dự đặc biệt, cô là người được ơn lớn. Được ơn lớn là gì? Hay là Mary được cái ơn lớn gì? Cái ơn lớn đó là Mary mang sự sống của Đức Chúa Trời ở bên trong. Được mang chính sự sống của Đức Chúa Trời ở trong mình, đó là một cái ơn lớn. Mary được ơn lớn bởi vì cô là người mà từ đó con Đức Chúa Trời được sinh ra trong thế gian như chúng ta biết.
Và tôi muốn hỏi quý bà anh chị, quý bà anh chị là những người, những con cái của quý bà anh chị có được ơn lớn giống như Maria không? Có không? Có. Chúng ta cũng là người được ơn lớn giống như Maria, bởi vì Chúa cũng cho chúng ta mang chính mình Chúa ở trong đời sống của chúng ta, và Chúa cho chúng ta trách nhiệm đem ra câu chuyện chúng ta. Cơ đốc nhân là gì? Cơ đốc nhân là người mang chính Chúa của Đức Giêsu ở trong mình. Khi chúng ta trở thành con cái của Chúa thì Chúa ngự trong chúng ta. Chúng ta mang danh của Chúa, chúng ta mang chính Chúa, cho nên chúng ta cũng được ơn lớn trước mặt Đức Chúa Trời giống như mà. Nên chúng ta cảm ơn Chúa vì đó. Điểm thứ hai, Maria chẳng những được ơn của Chúa, nhưng mà Maria cũng là được Chúa trao cho cái sứ mạng. Câu 34 đó là ngày cô sẽ có thai và sanh một con trai, và cô sẽ đặt tên con trai ấy là Giêsu. Kinh Thánh cho biết rằng người được phước là người được Chúa trao cho sứ mạng. Sứ mạng của Maria là đưa Chúa Cứu Thế của nhân loại vào đời. Như tôi đã nói, hoài bão, ước mơ, lời cầu nguyện lớn nhất của tất cả mỗi một thiếu nữ Do Thái tin kính là được Đức Chúa Trời chọn để làm người sanh ra đấng Messiah. Hay nói cách khác là được trao cho sứ mạng để đem Chúa Cứu Thế nhân loại vào đời. Và tôi tin rằng không có sứ mạng nào lớn hơn sứ mạng này. Không có sứ mạng nào có thể so sánh với sứ mạng này. Quý bà anh chị và tôi là những con cái của Chúa, chúng ta cũng được trao cho sứ mạng đem Chúa Giêsu vào đời. Chúng ta được trao cho sứ mạng đem danh của Chúa Giêsu, đem tên lành của Chúa vào trong thế gian. Đây là sứ mạng mà các thiên sứ trên trời rất là ao ước, nhưng mà không được Chúa giao, mà Chúa giao cho quý bà anh chị và tôi. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, đây là một đặc ân, một vinh dự lớn Chúa dành cho những người được phước, giống như quý bà chị và tôi là những người được phước, vì được Chúa giao cho sứ mạng. Được ơn của Chúa, Chúa vừa lòng cho nên Chúa trao chúng ta sứ mạng để đem Chúa Giêsu vào trong thế gian. Cho nên vì thế được phục vụ Chúa là một vinh dự của người được ơn, chứ không phải là một trách nhiệm. Và dĩ nhiên nó không phải là một cái nặng. Có nhiều người hầu về Chúa mà cảm thấy đây là một cái nặng, mà không thấy đây là một vinh dự. Cho nên có người nói rất là lý thú ở trong tiếng Anh là Serving God is not a burden, but a blessing. Amen. Not an obligation, but a great opportunity. Amen. Phục vụ Chúa không phải là một cái nặng như là một phước hạnh, không phải là một sự bắt buộc như là một cơ hội lớn. Cho nên với mạng chị và tôi trong mùa Giáng sinh này, chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được ơn trước mặt Chúa. Chúng ta được Chúa trao sứ mạng, Chúa cho chúng ta được có cơ hội phục vụ Ngài. Điểm thứ ba mà yếu tố thứ ba Maria được phước, đó là được Chúa Thánh Linh phủ trùng. Câu 34 thiên sứ nói là Maria thưa với thiên sứ, làm sao việc ấy có thể xảy ra được? Tức là thiên sứ báo tin rằng này ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai, thì bà nói là làm sao việc ấy có thể xảy ra được, vì tôi chưa hề biết một người nam nào. Tôi nghĩ rằng không có câu kinh thánh nào chứng minh cái sự đồng trinh của Maria bằng câu này hết. Maria nói thiên sứ là làm sao? Không, tôi vẫn còn là một người đồng trinh, chưa có biết người nam nào, thì làm sao tôi có thai được. Tôi mở mặt để với bạn thì em thấy cái ý tại sao tôi nói là cái câu này là câu thánh mạnh nhất để chứng minh Maria vẫn đồng trinh khi mang thai Chúa Giêsu. Bởi vì cái câu này là một cái câu mà Maria nói với thiên sứ. Nếu quý bà chị nghĩ là nếu Maria không còn đồng trinh, Maria có dám nói câu này với thiên sứ không? Nói với người khác thì có thể người ta không có khám phá ra được. Ngày nay khoa học kỹ thuật tiến bộ, người ta cũng làm cho trở lại đồng trinh. Nhưng mà nói với thiên sứ, nếu Maria không còn đồng trinh thì thiên sứ có cười. Nhưng mà Maria nói là tôi vẫn còn đồng trinh bởi vì cô nói sự thật. Trước một số mạng tuy cao cả nhưng mà thật quá lớn, Maria nghĩ ngay đến tính chất tự nhiên của con người, làm sao có thể được? Không. Điều này trái với cái luật tự nhiên.
Và tôi tin rằng đây cũng là phản ứng của nhiều cơ đốc nhân khi được kêu gọi hay là trao cho sứ mạng. Nhiều khi chúng ta được Chúa kêu gọi để phục vụ Chúa, để làm công tác thì đã được trao trong sứ mạng, thì chúng ta thấy rằng mình nhỏ bé quá, mình thiếu tài kém đức quá, làm thế nào để có thể làm được cái công việc lớn lao mà Chúa trao. Và cái bí quyết đó là những sứ nói rằng trong câu 35, Thiên Chúa trả lời và nói rằng Đức Thánh Linh sẽ giáng xuống, ngự xuống trên cô, và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ bao phủ cô. Vì thế con Thánh Thánh sinh ra sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Sứ mạng từ Đức Chúa Trời trao, chúng ta không thể sự thực hiện bằng sức của con người, mà chỉ có thể thực hiện được bằng quyền năng của Chúa Thánh Linh mà thôi. Bất cứ công tác nào, sứ mạng nào, dầu chúng ta thấy nó là nhỏ, nhưng nếu không có quyền năng của Chúa Thánh Linh ở cùng thì chúng ta cũng không có hoàn thành tốt được. Cho nên cái bí quyết để mà chúng ta dạn dĩ nhận lấy trách nhiệm đó là bởi vì Chúa Thánh Linh phủ trùm cho chúng ta, ở với chúng ta. Trước khi thăng thiên, Chúa Giêsu đã trao đại mạng lệnh cho người theo Ngài, và Chúa Sáng biết là nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất. Chúa trao đại mạng lệnh, đại sứ mệnh, nhưng mà Chúa nói là hãy chờ cho đến khi Đức Thánh Linh giáng xuống, và khi nhận lãnh Đức Thánh Linh rồi thì mới có thể thực hiện sứ mạng của giáo. Và chúng ta biết rằng Chúa Thánh Linh đã giáng lâm trong ngày lễ của tuần sau đó, và Chúa Thánh Linh ngự ở trong thân thể của mỗi chúng ta từ khi Ngài giáng lâm trong ngày lễ của tuần cách đây gần 2.000 năm cho đến hôm nay. Chứ đồ Phaolô nói anh em hát chẳng biết là thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh ngự trong anh em sao? Cũng giống như Mary, quý bà anh chị em và tôi là những người được phước do chúng ta là những người được ơn trước mặt Chúa, do chúng ta là người được Chúa ở cùng, do chúng ta là người được Chúa trao sứ mạng, và do chúng ta là người được Chúa Thánh Linh ngự ở trong mình. Phước không? Thấy mình có phước chưa? Cảm ơn Chúa. Như vậy thì không phải chỉ có Mary là cái người được phước, mà tất cả những ai đặt lòng tin nhận Chúa Thánh Giêsu là phước Chúa của mình đều là những người có phước, có phước mặt Chúa. Cho nên quay qua người bên tả và bên hữu và nói là tôi là người có phước. Dạ phải không? Rồi chỗ dai người bên tả và hữu là anh hay chị là người có phước. Cảm ơn Chúa. Giáng sinh này chúng ta khám phá là một chân lý quen thuộc, đó là chúng ta là người được phước, người có phước. Nhưng chúng ta được Chúa, được ơn Chúa, Chúa cùng cam với bạn được phước. Nhưng là người được phước, chúng ta phải có thái độ như thế nào? Câu 38, Mary thưa tôi đây là tớ gái của Chúa, xin việc ấy xảy ra cho tôi như lời Ngài truyền. Có hai cái thái độ chúng ta tìm thấy ở trong câu kinh thánh này. Thứ nhất là Mary là một người hạ mình. Mary thưa là tôi đây là tớ gái của Chúa. Và trong câu thứ 48 là đặt lại rằng vì Ngài đã nói đến thân phận hèn hạ của tớ gái này. Bản cũ thì gọi là tôi tớ, nhưng mà ở đây cái chữ tớ gái và cái chữ này nó rất là quan trọng. Cái chữ tôi tớ, servant tiếng Anh, ở trong kinh thánh nó có nhiều từ để khác nhau. Cái chữ tớ gái ở đây đó, ở trong nguyên ngữ là doulos, nó có nghĩa là nô lệ, là cái bậc thấp nhất của nô lệ. Ngày nay tôi tớ có thể giống như là ô sin, nhưng mà ô sin đó, nó mà có những cái quyền ô sin. Nhưng mà cái chữ tớ gái này đó là cái bậc thấp nhất của nô lệ, là tài sản của chủ, chủ có trọn quyền cho mình. Chủ mà bữa nào bị ông chủ mà bị bà chủ càng ngày là có thể lôi tớ ra mà đánh, mà không có human rights, không có kêu police, không có khiếu nại gì được. Và Mary dùng cái chữ này, tôi là nô lệ của Chúa, nô lệ thấp nhất, hàng nhất của Chúa. Mary nói là cô là một đầy tớ, nô lệ của Chúa.
Và tại đây chúng ta nhìn thấy thái độ hạ mình của Mary. Và đó chính là bản tính của Mary. Đáng tiếc ngày nay nhiều người nâng Mary lên quá cao. Như tôi nói, tôi có quen ông một sư người Ấn Độ, ông Sadhu Sangha Sivara. Và ông cũng đến lúc nhiều lần ông giảng. Ông có cái ơn đặc biệt của Chúa là đang khi ông để dành thời giờ để tiếng Anh để cầu nguyện gần gũi với Chúa, thì ông được Chúa cho nhìn thấy cái khung cảnh của thiên đàng. Và chính ông trước khi Donald Trump đọc đắc cử tổng thống 3 năm đó là ông đã nhìn thấy Donald Trump đã đắc cử là thiên đàng mà có. Không biết gì đó. Nhưng mà ông nói là khi ông được lên thiên đàng là khi ông gặp bà Mary. Để ông hỏi là bà biết là ở dưới thế gian người ta tôn thờ bà quá sức, người ta cầu nguyện với bà, người ta tôn thờ bà không? Thì Mary nói là tôi đâu có biết mà tại sao người ta làm như vậy. Bởi vì Mary là một người hạ mình ở trước mặt Chúa. Mary là một tôi tớ của Chúa, một người vân phục của Chúa. Người được phước là người luôn luôn hạ mình khiêm nhường ở trước mặt Chúa, không nhận sự tôn sùng của con người. Đáng tiếc có biết bao nhiêu người ban đầu được phước nhưng mà rồi về sau bị mất phước chỉ vì không còn hạ mình nữa. Cho nên là người được phước chúng ta cần phải luôn hạ mình ở trước mặt, coi mình là một người tôi tớ, cái bậc thấp nhất của Chúa và được Chúa sử dụng. Thứ hai là Mary vâng phục Chúa. Câu 38 là về nó là xin việc ấy xảy ra cho tôi như lời Ngài. Trọng trách Chúa Trời quá to lớn, vượt quá khả năng và sự hiểu biết của Mary. Nhưng thật sự việc Mary có hiểu hay là không hiểu cái trọng trách nó cũng chẳng thành vấn đề. Vấn đề là cô tin lời xác quyết của thiên sứ, bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Mary tin rằng những gì Đức Chúa Trời phán thì Ngài sẽ làm. Và đó là sự tin cậy. Mary hoàn toàn tin cậy và vâng phục. Thưa quý bạn, khi chúng ta chấp nhận hay là bằng lòng vâng phục Chúa thì chúng ta cũng phải nên nhớ là có cái giá chúng ta phải trả. Nhiều người muốn vâng phục Chúa nhưng mà không muốn trả giá. Và nhiều người bởi vì không muốn trả giá cho nên không vâng phục Chúa. Đối với Mary bà cũng phải trả cái giá. Giá đó là gì? Thứ nhất là với cha mẹ. Quý bạn cho em cứ suy nghĩ. Nếu tính chất của Mary giống như cái tên của cô là Rebellion, là hai nổi loạn, hai quậy đó, thì bây giờ mình có đứa con cái quậy, có cá tính là quậy. Bây giờ một ngày nó về mới 13, 14 tuổi về có thể ba má, má ơi, con báo cho má một tin vui, má sắp có cháu quậy. Cha mẹ sẽ nghĩ gì? Cha mẹ có dễ tin khi cô con gái báo tin mình có thai bởi Đức Thánh Linh không? Hy vọng rằng cha mẹ của bà sẽ tin nhưng mà không dễ đâu. Nhưng mà cái lớn nhất đó là với Joseph. Đây là cái chỗ khó nhất đối với mình. Giải thích như thế nào để Joseph hiểu đây? Joseph có tin những gì mà mình nói không? Bây giờ tôi đố quý bà cho tôi suy nghĩ lại, tôi quen với câu chuyện hết trơn. Khi mà Joseph có tin việc Mary có thai là bởi Đức Thánh Linh hay không? Tin không? Ai nói tin, ai nói là Joseph tin liền? Bằng chứng nào nói là Joseph không tin? Suy nghĩ. Sáng đêm ngủ không được. Câu hỏi nhỏ quý ông quý anh ở đây, nếu mình thương có người yêu mà đính hôn rồi mà mình giữ sự trong sạch chờ ngày hôn nhân cho nó thắm thiết, rồi một ngày kia người yêu của mình đi vắng mặt 3 tháng, không phải vì Covid cách xa nhưng mà đi nơi nào đó vắng mặt 3 tháng và trở về, và lúc đó không có điện thoại, không có email, và về và tâm sự rằng anh ơi, em báo cho anh một tin mừng, em có thai được 3 tháng rồi. Thái độ của quý ông quý anh là như thế nào? Đó, bà Mary không khe cái việc đó và chấp nhận vâng phục Chúa. Một điểm nữa đó là đối với luật pháp,
Đúng luật pháp của Môi-se đó, một người đã hứa hôn mà mang thai, gọi là chữa hoang, mang thai bất ngờ như vậy đó, hay là bị bắt cặp ăn nằm với người khác thì sẽ bị đem ra cửa thành mà ném đá cho chết. Mary có thể đối diện với cái hiểm nguy này theo luật pháp của Do Thái, bởi vì làm sao các thầy tế lễ ở trong xứ những người trưởng lão tin rằng cô có thai là bởi thánh linh mà không phải là bởi ăn nằm với người nào cả. Rồi miệng lưỡi con người nữa, luật pháp của Môi-se nói là khi một con gái đồng trinh đã hứa gả cho một người nào và có một người khác gặp nàng trong thành nằm cùng thì người các ngươi phải dẫn cả hai người ra cửa thành lấy đá ném cho cả hai người chết. Một điểm nữa mà chúng ta ít suy nghĩ đó là về dư luật. Chúng ta nhớ trong Giăng đoạn 8 câu 41 khi Chúa Giêsu nói chuyện với những người thầy công giáo Pharisee, họ xưng mình họ là con cháu Abraham, thì Chúa nói là họ không phải, họ là con cha, họ không phải là Abraham mà cha họ là ma quỷ, bởi vì nó là kẻ nói dối. Thì họ nói con mẹ ma rằng chúng tôi đây là dân, đâu phải là thứ con hoang. Câu này chúng ta đọc chúng ta quen thuộc, nhưng mà đây là một câu mỉa mai, bởi vì các nhà giải trên cho biết rằng lúc đó người ta có những cái tin đồn ra rằng Mary có thai đó là do ăn nằm với một người lính La Mã, bởi vì có một cái đồn lính La Mã đóng gần đó, và cái việc của Mary có thai đó là con hoang mà đẻ ra Chúa Giêsu, đó là không biết cha mình là ai, ngài là con hoang, cho nên Chúa Giêsu nói rằng cha các ngươi không phải là ra không phải họ mỉa mai chúng tôi đâu phải con hoang giống nhau. Cho nên đó là những cái giá mà Mary phải trả. Vâng, cuộc Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng đi trên thảm đỏ, đi trên mặt nước mồ thu. Nhưng thưa quý bà chị, không có tiếng gọi nào trong đời sống của chúng ta vinh hạnh hơn là tiếng gọi của Chúa và được Ngài trách. Vì thế đó cho nên Mary sẵn sàng từ bỏ danh tiếng, từ bỏ người yêu, từ bỏ gia đình, từ bỏ bạn bè để vâng phục Chúa. Bất kể tai tiếng sự hiểu lầm nhục nhã có thể đến trên cuộc đời của mình, Mary sẵn sàng dâng cuộc đời mình theo ý muốn của Chúa và hoàn toàn vâng phục Chúa trong trọng trách Ngài giao. Có một người đã làm thật sự thì tốt hơn là khi làm theo ý muốn Đức Chúa Trời mà chịu khổ, hơn là sống trong sự thoải mái mà sai ý muốn của Chúa. Vâng phục Đức Chúa Trời mà chịu khổ vẫn tốt hơn là sống trong sự thoải mái mà không phải theo lời muốn. Mary không phải chỉ vâng phục Chúa tại thời điểm này mà thôi, thời điểm của lễ Giáng sinh đầu tiên, mà Mary luôn luôn là con người vâng phục Chúa trong suốt cuộc đời của mình. Nếu đọc về câu chuyện của Mary sau này, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi lần cái thánh đề cập đến Mary đều nói đến sự vâng phục toàn vẹn của bà đôi Chúa. Điển hình giống như là câu chuyện tiệc cưới ở tại Cana như chúng ta biết. Và ở đây khi người ta hết rượu thì bà nói với Chúa Giêsu rằng người ta hết rượu rồi, bởi vì bà biết con của bà là Đức Chúa Trời và có quyền năng để giải quyết nan đề của người chủ đây. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu nói một câu là hỏi người đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng, giờ ta chưa đến. Một câu nói nghe nó có vẻ bất hiếu. Mary biết con mình có khả năng giải quyết nan đề, đi nói với con mình giúp chủ nhà, bởi vì theo phong tục Do Thái đại diện nửa chừng mà hết rượu là một cái nỗi nhục. Nhưng mà Chúa Giêsu nói là hỏi rằng bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng. Cái câu nói nghe nó có vẻ bất hiếu theo tiếng Việt của mình, nhưng mà đó là sự thật. Nhưng mà sau đó thì bà Maria nói rằng, nói với những kẻ mẹ ngài nói với những kẻ hầu bà rằng người biểu chi hãy vâng phục. Nếu Mary không phải là cái người vâng phục Chúa thì bà khó có thể nói kêu người khác vâng phục Chúa. Cho nên chúng ta thấy là có một sự vâng phục không hề nhỏ ở tại đây. Có nhiều người không vâng phục Chúa mà cứ kêu gọi người khác vâng phục. Một khía cạnh khác của sự vâng phục của Mary đó là cầu nguyện ở trên phòng cao trong cuộc sứ đồ đoạn 1, như là chúng ta biết khi Chúa Giêsu đã thăng thiên rồi. Chúa Giêsu khi thăng thiên, ngài nói rằng hãy chờ đợi ở trên phòng cao, và tất cả những người ấy đều tâm hiệp một
với các phụ nữ và Mary mẹ Đức Chúa Giêsu cùng các em trai gài mặt cầu nguyện. Tức là Mary có mặt ở trong nhóm những người vâng phục lời, vâng theo lời của Chúa Giêsu phán là hãy chờ đợi hãy công hành cho đến khi nhận lấy quyền phép từ trên cao. Mary có mặt ở trong buổi cầu nguyện với những người làm mặt khác, với các em của Chúa Giêsu là những người bây giờ đã tin Ngài. Và đây một lần nữa chúng ta thấy Mary cũng cầu nguyện chứ không phải người ta cầu nguyện với Mary. Tôi đố với bạn cho em câu này: khi Chúa Giêsu thăng thiên có bao nhiêu người đi tiên? Ai cũng đi thăng. Khi Chúa Giêsu thăng thiên có bao nhiêu người đi tiên? 500. Dạ, các bạn em rõ cái 500. Khi Chúa Thánh Linh giáng lâm trên phòng cao có bao nhiêu người có mặt? 120 người. Như vậy thì khi Chúa Giêsu thăng thiên 500 người chứng kiến, Chúa nói là hãy chờ đợi ở trên ở thành Jerusalem cho đến khi nhận lấy quyền phép từ trên cao. Chúa phán đến 500 người. Nhưng mà khi Chúa Thánh Linh giáng lâm khoảng 10 ngày sau đó gì đó thì chỉ còn có 120 người. Vậy 380 người kia ở đâu? Những người chứng kiến sự thăng thiên của Chúa, những người nghe tiếng phán của Chúa, nhưng mà họ không có mặt ở trong phòng cao, họ không vâng phục. Nhưng mà Mary thì có. Mary có mặt. Dầu tên của Mary không được nhắc đến trong công vụ các sứ đồ đoạn 2, nhưng mà không nghi ngờ gì cả, khi Chúa Thánh Linh giáng lâm thì Mary đã kinh nghiệm sự nhận ơn Chúa. Bởi vì đối với Mary, Mary hiểu rõ cái việc mà được Chúa Thánh Linh ở cùng nó như thế nào. Bởi vì bà đã kinh nghiệm điều này trong khi Thiên Sứ phán là cái Thánh Linh sẽ ngự xuống trên cô và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ ở trên cô. Trong khi thăng thiên, trước khi thăng thiên, Chúa Giêsu dặn rằng này, ta sẽ sai đến với các ngươi điều tra, ta đã hứa các ngươi hãy cứ ở trong thành cho đến khi các ngươi mặc lấy quyền năng từ trên cao. Mary hiểu rõ phước hạnh của việc được Chúa Thánh Linh đầy dẫy. Trước đây bà đã từng được Chúa Thánh Linh đến với mình trong một giai đoạn, bây giờ Ngài sẽ chiếm ngự bà vĩnh viễn. Và Mary vâng phục Chúa trong đời Chúa Thánh Linh giáng xuống. Và điều đó đã xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần như chúng ta biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng lên các ngươi sẽ nhận quyền năng. Và Kinh Thánh nói rằng hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Hết thảy ở đây là bao nhiêu người? 120 người, và trong đó có bà Mary. Bà Mary cũng được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Bà Mary cũng khởi sự nói các thứ tiếng khác, hay là nói tiếng mới, nhưng số người chờ được quá nhiều. Cho nên Mary kinh nghiệm được cái phước hạnh này là bởi vì Mary vâng phục Chúa. Mary tin những gì Chúa Giêsu phán nó sẽ xảy ra. Cho nên thưa quý bạn chị, câu thứ là 48 và 49 thì Mary nói là từ nay trở đi muôn đời sẽ khen tôi là người được phước, vì Đấng Toàn Năng đã làm những việc lớn cho tôi, danh Ngài thật thanh thản. Mary tin những gì Chúa phán với mình, dù điều đó dường như là bất khả thi đối với con người, nhưng nó sẽ xảy ra. Đối với Mary, những gì Đức Chúa Trời hứa đều là tốt lành và sẽ được ứng nghiệm, bởi vì Đấng Toàn Năng đã làm những việc lớn cho tôi. Chúng ta chú ý cái chữ đã làm. Mary nói câu này sau khi Thiên Sứ báo tin, nhưng mà bà tin rằng điều đó sẽ xảy ra. Cho nên bà nói rằng Đấng Toàn Năng đã làm, chứ không phải là sẽ làm, việc lớn cho tôi. Để kết thúc, tôi muốn kể với bạn cho một cái câu chuyện, một câu nói của một người đàn bà mà rất là nổi tiếng ở trong lịch sử hội thánh vào thời thế chiến thứ hai. Đó là bà Corrie Ten Boom. Bà nói rằng đức tin là nhìn thấy điều không thấy được, tin điều không thể tin được, và nhận lãnh điều bất khả thi. Corrie Ten Boom. Và nói câu này trong tiếng Anh rất là đặc biệt: faith is sees the invisible, believes the unbelievable, and receives the impossible. That is faith, đó là đức tin. Quý vị là người được phước khi quý mạng chị tin rằng những gì Đức Chúa Trời phán sẽ thành. Quý mạng chị là người được phước
Khi quý bà chị tràn đầy sự vui mừng với công việc Chúa mà mình được vinh hạnh của Phật. Giáng sinh là mùa của việc được phước, nhắc chúng ta nhớ rằng mình là người được phước ở trên mặt Chúa. Còn quý bạn em biết này, Kinh Thánh nói rằng quý bạn em và tôi còn được phước hơn Mary. Quý bạn em có tin điều đó không? Hả? Mình nói mình được phước như Mary là ngon lắm rồi, và Kinh Thánh nói rằng mình được phước hơn Mary. Luca đoạn 11. Đức Chúa Giêsu đương phán những điều ấy thì có một phụ nữ ở giữa đám đông các tiếng nói: phước cho dạ đã tôn ban ngài và vú đã cho ngài vú. Tức là cái người nào mà mang Chúa Giêsu và vú của người nào mà cho Chúa Giêsu vú, tức là mẹ của Chúa Giêsu là bà Maria, là cái người được phước. Nhưng Đức Chúa Giêsu nói rằng những kẻ nghe và giữ lời của Đức Chúa Trời còn phước hơn. Quý bạn chị và tôi sẽ là những người được phước hơn Mary nếu chúng ta nghe và giữ lời Đức Chúa Trời. Như đó, một người nghĩ rằng mình được phước như Mary, được làm mẹ Chúa Giêsu là một vinh dự đặc biệt và một phước hạnh to lớn. Nhưng Chúa Giêsu bảo rằng những ai nghe và làm theo lời của Chúa sẽ là những người được phước hơn Mary. Quý mạng em có muốn được phước không? Yes. Hiểu vậy, có muốn được phước không? Yes. Có muốn được phước hơn nữa không? Yes. Hãy nghe và làm theo những gì Đức Chúa Trời phán. Và một lần nữa chúc quý mạng em trong buổi Giáng sinh sẽ có Merry Christmas. Amen. Chúc mừng Chúa.